Hello, xin chào mọi người. Đây là hội trường Gậy TV và Gậy Media. Và lâu lắm chúng ta thấy hai vợ chồng nhà này ngồi gần nhau. Tuấn sau mấy hôm bị vợ oánh trọng thương ở nhà, đêm nay đã phải lết xác đi làm. Không ở nhà dọn cứt mèo cũng chết. Lần này bỏ tiền ra đấy rồi, bỏ tiền ra mua cho sung sướng rồi. À thế là được, bỏ tiền nhà, về dưới nhà sạch sẽ nhà. À, ai dọn đấy cô Thúy à? Rồi. À, thế là được rồi. Bỏ tiền ra mua sự sung sướng à? Ơi trời. Đời nó thế từ trước có phải là nhàn không? Rồi, sao bước sang mới. Tôi em kể cho đội Long thế. Cô hôm đầu tiên cô giúp việc về đi về cái nhảy cỡ lên. Từ bây giờ mình sẽ không phải rửa bát. Cô sáng đi tối về à? Ở đấy luôn. À. Mà bây giờ thì vẫn cho sáng đi tối về. Ừ. Để chân sinh. Ủa dưới tầng 5 rồi. Ừ. Thực ra là tao phá hỏng rồi nên tao đưa nó xem là nó có sửa được không. Tao đổ tối quá. Chân giả thổ bị ghề mèo mà em. Bị nấm mèo kìa, những cái nốt kìa là nốt nấm mèo kìa. Ủa phải chết. Ngứa đúng không? Ngứa đúng không? Ngứa đúng không? Hay là mèo cằm đây anh chị? Ừ. Để bị ngã đập chân vào góc tường góc giường. Ui giời, tưởng nếu mà ngứa thì nấm mèo mà chết. Cái góc giường thì hai lỗ kìa. Lần trước tôi bị một phát nấm mèo ở đùi các bạn ạ. Mày thế nó khỏi, nó không lan ra. Mày lần trước mà chị bị hơi ngứa ngứa chắc. Ừ. Apple Watch không bị ghẻ. À, bị ghẻ Apple Watch, nấm Apple Watch. Vẫn đang ngồi ăn lựu cho con có mắm lúm đồng tiền à Nhung? À con Nhung nó có mà lú mà cực. Dạ. Không, làm gì phải quay con cứu không? Nó vào đóng cửa nó hú ở bên trong mà, cái thùng to là được. Cái thùng to anh bọc vào, bọc. Lấy cái hộp tí. Cái hộp xong rồi anh lấy cái giấy của Nghĩa lần trước dán tường, anh dán vào, dán nơ vào. Anh Nhung cười nào, quay đây cười nhưng mà có mà lú đúng không? Sao ngày xưa tao thấy có lúc mẹ con này có mà lú nhỉ? Nó hơi nông thỉnh thoảng mới. Tuấn đâu? Mà lú mẹ chỗ nào? Mày không có, thằng này không rồi có. Em cười tươi kiểu hỏi răng thì nó mới hiện lên. Có, con Nhung ngày xưa tôi nhớ có mà lúm, các bạn nhớ không? Ngày xưa. Mà lúm mẹ nó hơi nông thì tỉnh. Nhưng mà bây giờ béo đầy hết lúm rồi. À đầy hết. Thế à? Thế ngày xưa lúc cười. Không thiếu cái gì hết. Chính thiếu mỗi cái độ to của đôi mắt và tí lông mày thôi. Thiếu ngoan đấy. Thiếu gì? Ngoan. Ngoan á? Thiếu ngoan nữa. Thế còn muốn thế nào nữa? Không ba sàn, không ba lắc, không rượu chè cờ bạc. Ba lắc đi cho em đi. Thế muốn nào nữa? Tuấn ngồi rất để kiểu thục nữ ấy. Mình nhìn nó cái vẻ đàn ông của mày đâu rồi Tuấn? Mạnh mẽ nên. Đâu không được đi chơi thỉnh thoảng cứ đứng ở trước kiểu trước cửa xong cứ nhảy. Thế đi luôn, cả hai cùng đi luôn đấy tội chị. Em cần đi chơi chứ vợ em không cần đi chơi chắc. Mình chúng tôi đang quay đại học Du Ký và trời mưa vãi trưởng các bạn ạ. Chúng tôi phải quay cảnh nội trước. Không. Rồi xin mãi nghỉ cuối cùng cho nghỉ đâu. Tuấn xem chân bị vợ đánh nào Tuấn. Đâu chân à? Cậu nhìn Tuấn chân Tuấn bị vợ đánh à? Kinh không? Mất luôn quả móng luôn. Khiếp nhìn kinh nhìn như kiểu chân zombie ấy ạ. Vẫn lắp, vẫn đang lắp. Phải tao thì tao lấy cái nhíp từ cái kìm gắp móng tao dứt một phát ra cho nó xong. Nhưng mà lúc đấy nó không gì hết. Không gì hết à? Lúc đấy nó không như móng bình thường mà chị thâm. Xong hôm sau bắt đầu nó mới công lên. Uống thuốc các thứ mà nó mới đẩy lên. Em bảo là đi trích thuốc tê xong rồi cho người ta cạy luôn cái móng để nó nhanh khỏi. Không. Cạy luôn, thề cạy luôn nó đỡ đau hơn nhiều luôn, nó không bị công luôn. Mấy đứa nó bong ra thì để vào túi zip ấy, xong rồi cất làm kỷ niệm. Kỷ niệm tuổi hai mấy? Hai mấy nhỉ? Sinh nhật tuổi 25. Tuổi 25 của tôi. Lắp đi. Nào nó đang ngồi nó lắp. Đây là lắp theo quán tính chứ có biết cái mẹ gì đâu. Lắp vào được thì được. Cái con này nó chưa đến 10.000 mà là lắp được còn. Em bảo lắp 20.000 ra tôi mua luôn cho nhanh để còn ngồi nhiều hãi với nhau. Nó không có chứ, nó không có luôn, vẫn thường một chi tiết cả, vẫn ở bàn kìa, vẫn thường chi tiết. Nó mua những cái trò chơi mà ở đây không có. Và chúng ta sẽ lên trên với màn tỏ tình của anh Hiếu.
các bạn giờ thấy anh Hiếu giống con gà cúng nhá. Tí nữa là kiểu quả kiểu kiểu thân hình cánh tiên nữa là giống gà cúng à. Được đấy. Tôi đang quay đại học du ký. Tôi đang nằm ngủ đây. À nằm thức à? À đây là chờ cun. Trong cái phòng này nó bí nhỉ? Chị có người thấy mùi gì không? Chị ngửi thấy mùi thơm thơm cùng với mùi hôi hôi. Của mèo đấy. Mèo đái vào đâu? Không biết đái không, em chỉ có thấy mùi mèo từ bên ngoài vào. Lại là vlog của chúng tôi đây. Đang đợi chị ạ. Vào đây. Xem nốt chết gì cả. Anh nói thế mất quan điểm. Và lại có gì gọi nhau là không em xem nốt này. Hôm nay về sớm đi để mai làm tối. Vui em là sớm đi nào. Đây là bác sư cu. Trời, Quỳnh mới là vợ em chứ phải người ngoài đó mà. Không cùng dòng máu thì là người ngoài hết. Thế á? Hiếu đang ngồi ngẫm nghĩ nếu mà mình là vai Phi Long thì mình sẽ diễn như thế nào. Long định nói này nhưng mà Quỳnh nói lại. Hiếu thì thích diễn tình cảm lắm ấy. Nhưng đời xô đẩy cứ phải đi diễn hài. Ờ, tâm lý. Cái máy nước nó hút nước ghê thật đấy. Kháng trang ăn cắp cái nữa không về đi ở đêm gì. Mua cho em. Cái bình hút nước nó ghét vãi. Nhìn ăn gì nhìn. Thịt hồ quá. Không cùng dòng máu thì là người ngoài hết. Quỳnh đóng vai rất cam chịu. Rút rút cái máy nước ra luôn. Kinh nhìn Hương như thế mà Hiếu gọi là chị á. Hơn 3 tuổi. Hơn tuổi à? Chu Di Hương. Ờ, thế là Hiếu lấy máy bay hơi nhìn chị ấy. Một siêu phi công. Tào lao quá rồi đấy. Nhiên ấy, ăn này đến sợ béo à Nhiên. Ăn rồi đến sợ béo à. Tao đang rất vui. Chả có gì không vui hết cả. Tao đang rất vui. Chả có gì không vui hết cả. Ai đấy? Ai đấy? Ai ai? Còn còn gì? Độ dài. Đợi em ở đây. Đợi cảnh à? Cảnh. Chuyện quả chán ngán. À, tưởng nó mặc quần ngủ ở trong. Cái thì về hết rồi, không biết tăng tìm mấy lao động các bạn ạ. Chả có gì không biết cả. Làm một cái chút này. Một phút PR cho diễn viên tự nhiên. Đó là kênh Hiếu Từ Từ Chuyện Lấy Nét. Đấy. Đang nói chuyện mà mày bỏ đi đâu đấy à? Em muốn cũng có một cái đĩa. Ừ, em cũng muốn có một cái đĩa ở đây à? Để ở đây hay mang về? Em để đây. À được, để đây các bạn nhìn thấy nhiều chưa? Yến Trôi, Minh Hiếu. À đâu, Nhung Thị, Minh Hiếu mang về đúng không? Ừ, thế này Yến Xôi, Nhung Thị và gãy về lúc. Ừ. Nhiều nhớ lắm rồi, Yên tự nhiên nó cúc đứng. Tuấn được. Từ giờ đến cuối năm là hơi lâu ấy. Mỗi tháng ra tầm mấy cái vlog vào thì chỉ có từ giờ đến 3 tháng nữa thôi. Cố lên. Cố lên à. Đây có những nút vàng, nút bạc quá ha. Yeah. School. Cơ máu gọi tiền. Hay media. Rõ ràng là giận lên sang mình. Anh Thị official. Hay vlog. Yến Xôi, gái đi. Em xem rồi, em có gọi đâu. Có, ở trên cùng, ở trên cùng, ở trên cùng.
những con ong chăm chỉ. Từ phòng như thế này là tôi nói rồi.